chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Việt Tin Nóng trên màn ảnh đỏ. Thưa quý vị thân mến, mạng tin tức là một trong những mảnh ghép không thể thiếu, góp phần tạo nên cuộc sống muôn màu của mọi chúng ta. Quý vị hãy theo dõi và đăng ký kênh để cùng chúng tôi tìm hiểu hôm nay và những ngày tiếp theo sẽ có những tin tức gì mới lạ quý vị nhé. Ca sĩ Phi Nhung đang thở máy vì dương tính COVID-19. Quản lý của nữ ca sĩ cho biết cô hiện được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay ngày 27 tháng 8 năm 2021, đại diện của nữ ca sĩ Phi Nhung đã cho biết nữ ca sĩ đã bị nhiễm COVID-19. Hiện cô đang được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Phi Nhung bị nhiễm SARS-CoV-2 là do có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 và cô vẫn chưa trích mũi vaccine nào. Cô vào Bệnh viện Gia An 115 từ hôm 19 tháng 8, phải thở máy nhưng diễn tiến bệnh không tốt nên đã chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Phi Nhung phải hủy show diễn tại Mỹ vào ngày 22 tháng 8 do dương tính COVID-19.